Hello mọi người, lại là mấy lầm game anh đây. Hello mọi người, lại là mình Sima đây. Theo như tất cả các bạn biết đó, là trạm vật phẩm ở trong FIFA chính là một nơi mà rất là giàu luôn, có rất là nhiều đồ như là giáp ba mũ ba này, nhưng mà ở chỗ này rất là nhiều địch lưu tới luôn. Chính vì như vậy là hôm nay tôi với lại mấy Lâm là sẽ bảo vệ cái khu vực mà trạm vật phẩm này nha anh em ơi. Khó nhà anh hai ơi. Bây giờ là tôi với lại mấy Lâm sẽ di chuyển là xung quanh cái trạm vật phẩm cũng như là gần ở chỗ đó nha anh em ơi. Và canh đó là khi nào thanh niên nào mà lại cũng như là lụm đồ á, tụi tôi sẽ khô máu tới ông chuyện luôn nha. Đấy, làm sao là không cho cái địch tiếp cận ở trạm vật phẩm mà ở cổng trời anh em ơi. Chắc có lẽ là tụi mình sẽ bảo vệ cái trạm vật phẩm ở cổng trời nha. Ok, trước khi mà vô trận đấu anh em nhớ là like này cũng như là đăng ký kênh nha. Tiếp đất an toàn. Ok, bên này khá là nhiều súng luôn nè Lâm ơi. Em qua lượm. Hiện tại là ở trên nhà đá này á, mình thấy là cũng có rất là nhiều đồ anh em à. Tôi là có đồ đấy. Rồi xong rồi, lần này thanh niên nào mà chạy xuống là xác định là bế được công điện với tôi luôn. Ghê quá vậy. À, đây rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ đi kiếm cây MB cho bé Lâm anh em ơi. Bởi vì là bé Lâm nó kiểu như là bắn MB hay á. UMP lấy không Lâm ơi? À, lấy anh hai ơi. Đây, UMP nè, đấy trong đó đó. Ok, rồi anh em ơi, hợp lý rồi. Bây giờ là để xem là thanh niên nào mà chạy xuống đây á, thì tụi mình sẽ khô máu nha anh em ơi. À, ngay đây thì nói chung là cần cái chìa khóa mới mở được anh em à. Em thấy có người nè anh hai ơi. Từ. Đây nè, nóc luôn. Bây giờ là, ơi cái vải nội gì vậy? Bây giờ mình với lại bé Lâm là sẽ đi kiếm địch bắn cũng như là lấy xu và sau đó là mua cái chìa khóa cũng như là mở cái này nha anh em ơi. Có người trước mặt em nè anh hai. Từ. À, dân chơi này hình như là chạy lên nhà đá rồi. Từ nha Lâm ơi. Bây giờ là em canh hướng này đây để anh canh hướng kia cho. Dạ. Ok anh em ơi. Để xem là thanh niên nào có móc không anh em à. Nó mà móc là xác định là nó tới một chuyện với tôi luôn ấy. Ui, nó nhảy xuống rồi Lâm ơi. Đây nè. Rồi xong mày, lần này xác định là mày tới công chuyện mày rồi. Để em công lên luôn anh hai ơi. Đúng rồi, công lên luôn đi. Đấy, chơi bánh này mày thật thì luôn. Này thì ngay nè. Ha, à, nó có ngộ không anh em ơi. Từ, để anh kêu anh bắn nó làm mày. Đây rồi, mày nhờ hả mày. Xin vĩnh biệt cụ. Hay quá anh hai ơi. Ok, tôi đã có một kêu. Ui, ui có người. Có người bắn với Lâm nè anh em ơi. Từ, bây giờ hình như là ở trên cổng trời bắn xuống á. À, được thế nhì. Ở ngay chỗ bom kèo quá anh hai ơi. Đó anh em thấy không, thề luôn là ở chỗ này là có rất là nhiều đồ ngon á. Thành ra là có nhiều địch cũng như là canh me lắm anh em ơi. Cho nên là tôi bảo vệ ngay khu này là đúng kiểu như là cực kỳ ok luôn rồi đấy. À, có một bạn đang chạy xuống nè. Đây rồi, bắn đi Lâm ơi. Đây nè. Nóc chưa? Nóc một rồi anh hai ơi. Gạt luôn, ui có người đó kìa Lâm ơi. Đúng rồi, bây giờ anh hai vô bắn đi anh hai ơi. Ok, thanh niên Lâm là kiểu bắn luôn mà nó kêu tôi bắn anh em ơi, quái trời đâu đổ thật sự luôn ấy. Ok, tiếp tục là có thêm một kill này. Như anh em cũng biết là ở trên bản đồ anh em là có rất là nhiều chỗ mà có trạm vật phẩm luôn ấy. Nhưng mà tụi tôi lựa chọn là bảo vệ cái trạm vật phẩm ở cổng trời anh em ơi. Tại nhiều người lắm luôn á anh hai. Bé Lâm đang có bao nhiêu xu rồi? À, có 900 xu rồi anh hai. Đi mua cái chìa khóa trạm vật phẩm đi. Dạ, đếm đi mua. Ok anh em ơi, tôi là hiện tại là mũ cũng như là giáp là chưa có ngon anh em à. Cho nên là cần phải mở cái trạm vật phẩm cũng như là lấy ấy. Ok, bây giờ là mấy Lâm mua cũng như là xuống tôi sẽ lụm là cái giáp 3 cũng như là mũ 3 anh em ơi. Hợp lý là rồi. Ở dưới là có giáp 4 đúng không Lâm? Đúng rồi anh hai. Có giáp 4 luôn anh em ơi, tôi phải kiếm cái giáp 4 cũng như là cho nó trâu ấy. Ok, à, bây giờ là hình như dưới này không có người anh em ơi. Phía dưới này mình kiểu như là canh ke nãy giờ là không có thanh niên nào mà lại cái trạm vật phẩm này cũng như là lút đồ anh em ơi. Ủa hồi em với anh hai chi nã coi thử có dân trên nào chạy lại không anh hai. Ok, sẵn đó là tụi mình sẽ chi nã cũng như là cho cái địch đó là phát hiện vị trí cũng như là xuống đây nha anh em ơi. Kiếm địch bắn anh em à. Ok, mở đi Lâm ơi. Ui vẫy nồi tin Lâm mở bên kia anh em ơi. Ok. Đây rồi, hợp lý. Đây rồi anh em ơi, bây giờ để xem là có cái giáp 3 có không. Đây rồi, một giáp 3 này ngon nè anh em ơi. À, mũ 3 nữa này. Một ba chip nè. Thơm ngon liền. Bé Lâm là đang có cây MB vậy với lại cây AC80 hả? Đúng rồi anh hai. Tính ra là có MB là cũng ngon ấy. Ok, trên bản đồ là còn lại 19 người anh em ơi. Trừ tụi mình ra là còn 17 người này. Nhưng mà vẫn chưa có thanh niên nào mà lại đây cũng như là đút đồ anh em ơi. Tụi mình là mở cái cổng trạm vật phẩm ra rồi á. Nhưng mà không có thanh niên nào lại đây luôn. Em nghĩ mấy anh chơi này một xíu sẽ lại đây thôi. Ok anh em ơi, bây giờ là tôi lại mấy Lâm là không bao giờ mà rời xa cái trạm vật phẩm này được anh em ơi. Tại vì là hiện tại cái cửa đã mở rồi anh em à. Cho nên là thanh niên nào mà kiểu lại lụm á là xác định toan luôn anh em ơi. Tại vì nhiệm vụ của tôi lại với Lâm là bảo vệ khu này làm sao mà cho cái địch cũng như là không lụm được món đồ ở trong đây luôn anh em ơi. Và cái địch nào mà lại là tụi mình sẽ bắn nóc anh em à. Anh hai đi chi nã gì vậy anh hai? Ok, sau khi mà tôi đi chi nã anh em thì có một thanh niên là đang kế bên tôi với lại là bé Lâm anh em ơi. Đang chạy xuống hả anh hai? Hình như là nó đang chạy là hướng mình đó Lâm ơi. À, đây rồi, có hàng về sớm liễu anh em ơi. Chuẩn bị đi anh hai ơi, đang chạy lại nè.
Ui, từ, hình như là hai người lắm mày. À, thấy rồi anh hai. Rồi, xong rồi lần này xác định là mày tới công chuyện mày bữa nay rồi. Tôi là thấy là hai người phía dưới anh em mày. Từ từ lắm mày, bây giờ là kê xung quanh đã. Ngay chỗ này là mình thấy là cũng không có người trên cung trời xuống anh em mày. À, lên nhà rồi nè anh hai. À đùa, mới đây là chạy lên nhà đá nhanh vậy. Đây nè. Từ từ lắm mày. Xin vĩnh biệt cụ ơi. Từ, trời ơi làm gì căng vậy. Mày có phóng lũ đó anh hai. Mình vừa cho một cái là kiểu phóng lũ lên anh em mày. À, bây giờ là hai thanh niên bên kia hình như là kiểu như là một nam một nữ hay sao anh em mày. Từ lắm mày. Trời ơi là trời làm gì căng vậy. Có người nè anh hai. Á đu, lũ đạn gì ghê vậy. Quá trời lũ đạn luôn rồi. Từ ơi mấy anh ơi, trời ơi tha cho em đi, đừng làm gì cắn vậy, em sợ nha. Em sợ là em bắn bể được công điện đó. Ghê quá vậy. À, mình đang thấy là hai thanh niên trên nhà đá là vẫn còn y nguyên anh em ơi. Ui, căng thế nhỉ. Hai niên trên đó đang kè em với anh hai. Ok, hiện tại là ngay chân chỗ mình là hết người rồi anh em à. Còn lại là hai thanh niên ở trên nhà đá này. Coi chừng là nó móc nha Lâm ơi. Anh hai yên tâm, em đặt cái mìn ở đây rồi. Ui, lũ đạn rồi Lâm ơi. Trời gấu là trời hên là có trái bông keo anh em ơi. À, dân chơi nè. À, dân chơi này kiểu mang cái đầu kém phân diện anh em ơi. Mang rồi sao? Mặt nạ kém phân diện nữa. Lần này xác định là mấy thanh niên kém phân diện là phải bẫy được công điện với tôi anh em à. Bắn ghê quá vậy, đứa máu một cái. Ui, bé Lâm là bị mắc cũng khá là nhiều máu rồi anh em ơi. Từ Lâm ơi, hiện tại là không biết là mấy thanh niên kia bơm băng với lại là lũ đạn đâu nhiều quái trưởng luôn ấy. Nó ném xuống đây liên tục luôn anh em ơi. À, nhờn hả mày, rồi xong mày rồi, bữa nay chơi tới bến luôn. Lâm ơi, coi chừng nó nhảy xuống lưng em á nha Lâm ơi. À, biết rồi anh hai, làm nhiên trên đầu em có địch A đấy nè. À, nó nhảy xuống rồi anh em ơi. Hai người luôn, cái quà bút em anh hai ơi. Nóc chưa Lâm ơi? Nóc một rồi. Gã cắt lại đi mày. Đây rồi. Nhờn hả mày, lia, hợp lý luôn anh em ơi. Hay quá anh hai. Ok, phối hợp đúng kiểu là cực kỳ lăng ý luôn ấy. Rồi, thì hiện tại là anh em thấy là bo cũng vô rồi anh em ơi. Và không có thanh niên nào mà tiếp cận được cái trạm vật phẩm ấy. Cho nên đó là tụi tôi sẽ chuyển một trận mới cũng như là bắn luôn nha anh em ơi. Đây rồi, tiếp đó an toàn. Ui, mới nhảy xuống tôi lượm được cái súng khá là ngon anh em ơi. Ghê quá vậy. Mấy Lâm có súng chưa? Chưa anh hai ơi, à có súng lục rồi nè. Trời ơi, là trời súng lục bắn gì mày. À đu, đây rồi, một cái súng đó anh em ơi. Em có UMP rồi anh hai. UMP khá là ngon đấy, mình nghĩ là UMP chính là một cây mà bắn cũng khá là mạnh anh em ơi. Nhưng mà nó hơi giật một xíu ấy. Mà tôi nghĩ là vô tay với Lâm thì chắc là bắn được anh em à. Bây giờ là nhiệm vụ của tôi lại với Lâm là sẽ đi kiếm là xu anh em ơi. Cũng như là mua cái chìa khóa mà trạm vật phẩm nha. Để tôi là mở cái cổng ra cũng như là lượm đồ anh em ơi. Sau đó là bảo vệ cái trạm vật phẩm anh em à. Từ Lâm ơi, bây giờ là lên cống trời khô máu luôn. Dạ, đi theo em nè anh hai. Chạy chậm của mày, chạy gì mà nhanh như vậy. Thôi anh hai, đi theo em nhanh nè, chỗ này quá trời người đang giao tranh luôn. Đu, bắn nhau kinh điển vậy. À, rồi xong rồi, lần này xác định là tới không chuyện với tôi với Lâm rồi anh em ơi. Ờ, giao tranh quá trời luôn kìa. Có mấy người vậy Lâm ơi? À, có 2-3 người đó anh hai, ui 4 người luôn cái gì đó. Trời đông như mày. À, đây rồi, tới không chuyện rồi, tôi tới liền anh em ơi. Đốc chưa? 1-2-3, nắp 1 anh hai. Ok. À, quá trời hầm sát luôn nè anh em ơi. Từ Lâm ơi, lút đồ chậm chậm cái mày. Quái nồi rồi, xong mà Thinh Lâm lút đồ hết luôn hả anh em ơi. Không chừa mình cái gì luôn ấy. Đây rồi anh em ơi. À, nói chung là cũng có súng ngon nè anh em ơi. Được lọ đây. Mấy Lâm bắn MB không? À bắn chứ anh hai. Qua đây bắn qua đây MB, anh sẽ cho em MB này. MB nói chung là súng tủ với Lâm anh em ơi. À đây rồi, MB40. Nói chung là tôi có MB là tôi nhường cho mấy Lâm anh em à. Bởi vì là nó bắn MB khá là hay anh em ơi. Đấy, trong trận đấu này cho nó nhẹ nhõm anh em à. Mà có MB bích vàng nữa chứ anh hai, là mãi đỉnh luôn. Ok, bây giờ là có chìa khóa chưa? Có rồi anh hai ơi, mới mua nè. Ok, bây giờ là tôi cũng vừa truy nã luôn anh em ơi. Đấy, tụi mình sẽ chạy xuống cũng như là mở cái trạm vật phẩm nha anh em ơi. Kế bên cái trạm vật phẩm mình luôn kìa anh hai. Ui, kế bên có địch luôn kìa Lâm ơi. Đây rồi, thấy địch rồi. Á đù, chứ mặt mấy Lâm kìa, bắn đi mày. Chạy đi thôi cũng sao. Ok, nóc luôn anh em ơi, thanh niên này còn Sonia này. Gạt đi Lâm ơi, gạt lẻ đi mày. Đây rồi, đếm gạt. Ok, hình như là trên gara nãy mình thấy là hai người sáu anh em ơi. Nhưng mà bắn xong còn không người luôn anh hai. Từ, chạy xuống đây coi có người không Lâm. Không có người anh hai ơi. Quá trưởng vậy, mình thấy là ở trên gara là một dấu chấm cũng như là một chi nã anh em ơi. Em lên lượm đồ. Ok, lên lượm đồ đã anh em ơi, nãy. Bây giờ để xem là thanh niên nào mà kiểu như là lại chạm vật phẩm chưa nha anh em ơi. Tụi tôi lượm đồ xong là sau đó tụi tôi sẽ chạy lại nha. Bé Lâm nhanh cái tay lẹ cái chân lên coi, mở cái trạm vật phẩm của trời ơi là trời. Quá anh trời đồ ngon nè anh hai. Quá trời đồ ngon luôn anh em ơi. Đây rồi lượm lẹ. Thơm ngon luôn anh em ơi. Trời ơi là trời, giáp 3 mũ 3 này. Trời ơi giàu luôn anh em ơi. Đây rồi, em có giáp 4 luôn nè. Đu quẩy nồi, thanh niên Lâm nhanh tay cực kỳ luôn anh em ơi.
Ok, bây giờ là trên bắt đầu còn lại là 22 người, trừ tôi lại với Lâm ra là còn là 20 người nha anh em ơi. Rồi xong rồi, lần này xác định là thanh niên nào mà lấy gần chỗ này thôi, bể nó cơm điện luôn chứ còn gì nữa. À, thì ở trong trận đấu này là tôi với lại với Lâm sẽ lấy top 1 luôn nha anh em ơi. Do là cái bao cuối anh em là nó gần ngay chân cái trạm vật phẩm nè anh em ơi. Bây giờ em sẽ đi chi nã. Ok, đi chi nã đi, đi xem là có thanh niên nào mà kiểu cái bên cái trạm vật phẩm không nha. Ok anh em ơi, hên với trưởng là trong cái map này là cái bo cuối ngay chân gần cái trạm vật phẩm anh em ơi. Sẵn đó là tụi mình sẽ lấy top 1 cho anh em luôn nha anh em ơi, nãy tặng cho anh em luôn nha. Hy vọng là trong trận đấu này tụi mình sẽ được top 1 anh em à. Đấy rồi. Ui, một thanh niên là gần cái trạm vật phẩm luôn Lâm ơi. Ui, hình như là sau lưng có người đó kìa. Từ từ chạy Lâm ơi. Thôi chạy luôn đi ha, khỏi bắn đầu. Chạy luôn đi, lỡ như là thanh niên nào nó lại trạm vật phẩm là toàn ấy. Từ từ anh hai coi chừng nóc. Sao mà nóc được, một kill này. Ghê quá vậy. Công lên luôn chứ còn gì nữa. Hợp lý rồi, em sẽ công lên luôn. Ê Lâm ơi, canh bên trái Lâm ơi. Dạ. Bây giờ là bé Lâm canh bên trái, mình sẽ canh bên phải anh em ơi. Ui, anh hai canh hai luôn kìa. Sao mà đỡ được, lia luôn chứ còn gì nữa. Ok, lụm đầu đi Lâm ơi. Bây giờ là trên bắn đầu còn lại là 18 người, mà trừ tôi lại mấy Lâm ra là còn 16 người anh em ơi. Trận đấu này em nghĩ là bao nhiêu phần trăm là mình có thể được top 1? Trời, 1000% luôn hai. Đu, tự tin như mày. Trong trận đấu này là cái bo ngay đây là đúng đẹp rồi anh em ơi. À, bây giờ là mình với lại mấy Lâm sẽ di chuyển dần lại khu vực mà trạm vật phẩm nha anh em ơi. Chỗ này nói chung là không có ai lại lụm đầu được rồi anh em à. Tại vì là tôi lại mấy Lâm là đúng kiểu làm chùm ở chỗ này luôn anh em ơi. À, có người không Lâm ơi? Chưa anh hai ơi, không thấy hả chừng á. Đây rồi, có người chạy xuống này. Anh nhờ hả mày? Đây nè. Cái quái đậu đũa bé Lâm nó kết kinh điển luôn anh em ơi. Em bắn đúng 17 đao là em được một kêu rồi anh hai. Hảo hán thật sự luôn anh em à. Tôi bắn là đâu đó 100 mấy chục đao ấy, mà bé Lâm nó bắn 17 đao nó có một kêu. Hảo quái trưởng luôn anh em à. Ok, bây giờ là tôi sẽ chạy lên đây cũng như là lúc đầu nha anh em ơi. Có người chạy xe kìa Lâm ơi. À thấy rồi anh hai, đây nè. Ui, hai thanh niên luôn anh em à. Rồi xong mày tới một chuyện rồi. Ê Lâm ơi, coi chừng nó đi móc nha Lâm ơi. À, rồi nghe tiếng xe bên này rồi. À, chạy bên này nè anh hai. Hai đu, chạy đâu rồi? Đây rồi, gượt luôn Lâm ơi. À, để em gượt xuống. Trời ơi, là trời chơi là phải chơi tới bến luôn anh em à. Chạy đi đâu cũng không nè. Nhờn hả mày? Ê, nhờn này, nóc liền. Ui, ghê quá vậy. Gạt luôn Lâm ơi. Rồi, một thanh niên đã ra đi, không bao giờ trở lại anh em à. Cái tội mà chạy xe xung quanh hả? Anh em thấy là nó chạy xe xung quanh nó còn kiểu như là nóc với tụi tôi anh em ơi. Chứ mà tiếp cận ngay trong khu vực mà trạm vật phẩm ấy là coi như đi đời luôn anh em à. À, có người. Hay rồi, anh hai ơi. Nóc rồi Lâm ơi, lên Lâm ơi. Rồi, xong rồi, gạt lẻ. Anh hai chạy nhanh chứ vậy? Trời ơi, là trời, có kêu là phải nhanh chứ. Anh luôn có người đó kìa. Ui, hai người luôn. Vậy, nồi thiên lâm là được một kêu cuối anh em ơi. Ok, bây giờ là còn lại là 6 người trong bắt đầu này. À, còn lại là 2 team nữa anh em ơi. Rồi, tấm 1 quá dễ dàng luôn anh hai. Có người không kêu trắng anh hai. Bắn đi Lâm ơi. Sao mà đã được nè, trời ơi, quá trời trâu luôn anh hai. Đó là trời, bắn gì mà trâu mày. Trời ơi, bắn cái đống đen đỏ luôn mà không chết anh hai. Má chù, thấm con keo luôn anh ơi. Chắc là nó yếu rồi đây. À, đây nè. Nó còn chờ Bruno anh em à, quái nồi vậy. Ui, bom keo nữa này. Quá trời bom keo luôn anh hai. Ui, tính ra là tôi bắn thanh niên ở dưới là cũng khá là nhiều đam, nhưng mà nó không có nóc anh em ơi. Hai phía có người luôn anh hai. À, nghe chỗ thính là cũng có người nè Lâm ơi. Rồi xong rồi, tàn hình bữa nay rồi. Hình như ngay chỗ con keo trắng này chỉ có một người hay gì á anh hai. Ê, coi chừng là anh với em là bắn hai thanh niên ở dưới là ở sau nó bắn tới nha Lâm ơi. Bây giờ là nhiệm vụ với Lâm là đi ké sau đi Lâm ơi. Đây nè. Ừ, đi ké sau đi mày, dưới là để anh cho. Dạ, để em đi lên trên. Ok, từ từ Lâm ơi, đừng có bắn thanh niên ở dưới nữa. Ở trên đi, trời ơi, thanh niên Lâm này báo đời báo kiếp phải nồi. Từ từ anh hai, để em bắn xíu đi. À, đù. Bây giờ là tôi bắn máu cho bé Lâm cái đã anh em ơi. Ok, chạy lên chơi đi Lâm ơi. Dạ, đến chạy lên trên. Ok, bây giờ là nhiệm vụ của tôi là sẽ ke ở dưới anh em ơi. Mấy Lâm là kiểu chạy lên trên để ke mấy thanh niên nào mà đi móc cũng như là bắn tụi mình đi. Có chừng hay nóc nha anh hai ơi. Yên tâm đi, chờ anh lo được mà. Thanh niên nào mà chạy lên là bể được cơm điện liền. Có người không? Có đó. Anh hai ơi. Trời ơi, biết ngay mà, mấy Lâm mất máu anh em ơi, có người ấy. Hai người luôn anh hai, chứ không phải một người nữa. Tôi mà không kêu với Lâm là lên đây ke là xác định nó bắn lén là tôi lại với Lâm ngẫm củ tỏi luôn anh em ơi. Xíu nó lại em nóc rồi anh hai. Cố lên Lâm ơi, cố lên. Bây giờ em ke trên đó đi. Ở dưới này anh lo cho. Đấy, trận đấu này là không tới mộng nữa thì thôi dẹp nghỉ luôn anh em ơi. Vậy cũng gì anh hai. Chứ còn gì nữa. Đây rồi, công lên luôn. Sao mà đã được. Nóc luôn, một kêu, nói vậy. Ui. Còn lại là một người cuối cùng nè Lâm ơi. Để em bơm máu một cái.
Từ từ từ, bây giờ là mình kiểu như là lụm đồ cũng như mình sẽ cong xuống khô máu luôn nha anh em ơi. Lần này tới một quá dễ dàng luôn rồi anh hai. Trời ơi, trời, từ từ bình tĩnh nha. Ok, cong luôn Lâm ơi, anh trên câu vờ chưa? 2 đến 1 không chọn cũng què thôi anh hai. Hình như là ngay gốc cây á Lâm ơi. Ngay gốc cây nè. À, đây rồi, ui, keo tròn hả? Phai lang giò heo này. Ok, có phai lang giò heo ném vô Lâm ơi. Ok luôn hai, phai lang giò heo nè. Ui, Thanh Lâm là ném bơm băng anh em ơi. Đây rồi, tôi kiểu như là thêm một cái chế bơm mà phá keo nữa này. Ui, ngủ không hả? Này thì ngủ không nè. Dạ hả? Ui, nóc luôn rồi. Ok, hay lắm Lâm ơi. Từ từ đếm gạt. Rồi,